xin mến chào tất cả các bác và anh em yêu thanh trên mọi miền tổ quốc. Em xin tự giới thiệu, em là Trung Kiên, hiện tại em đang có mặt tại chi nhánh quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, có địa chỉ cụ thể là số 76A, đường Lũy Văn Hích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú. Mến thưa các bác, mến thưa anh em, trong clip này em xin phép được thông báo hiện tại cửa hàng Hiếu Meo đã mở bán tất cả các sản phẩm tại chi nhánh quận Tân Phú và là một trong những đại lý ủy quyền đầu tiên của thương hiệu DB Acoustic ở miền Nam. Và hôm nay trong clip này em xin phép được giới thiệu và báo giá một số đẩy công suất mang thương hiệu DB Acoustic. Thương hiệu đẩy mang thương hiệu DB Acoustic là một trong những mẫu cục đẩy khỏe, rẻ, bền và chất âm cực kỳ tốt. Và ngay sau đây em xin phép vào trong nhà để giới thiệu cho các bác và báo giá cho các bác về các mẫu đẩy thương hiệu DB Acoustic hiện tại đang có trong mặt cửa hàng Hiếu Meo Đô chi nhánh Tân Phú. Xin mời các bác vào cửa hàng. Vâng, như các bác đã biết, hiện tại cửa hàng Hiếu Meo Đô đã mở chi nhánh mới tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Và nhân dịp này là những ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, cửa hàng Hiếu Meo Đô xin phép được đưa ra chương trình khuyến mại cực sốc giảm giá tối đa 10% tùy vào từng mã sản phẩm. Và hôm nay trong clip này, Hiếu Meo Đô xin phép được giới thiệu về 6 mẫu cục đẩy công suất hàng chính hãng mang hiệu DB Acoustic đang có mặt tại chi nhánh quận Tân Phú các bác anh em nhé. Sản phẩm đầu tiên là cục đẩy công suất 2 kênh D2500 cho ra công suất 500W ở trở kháng 8 ohm. Công suất mỗi kênh là 500W và giá của sản phẩm này là 4.500.000 đồng. Khối lượng nguyên thùng là 16,5 kg. Và kích thước máy, chiều ngang, bề ngang của nó là 48,5 cm. Chiều sâu của sản phẩm tính từ tai vào trong là 44 cm. Và bề dày của nó là 9 cm. Để được giá tốt nhất, các bác xin vui lòng gọi vào trực tiếp vào số hotline của Hiếu Meo Đô. Sản phẩm thứ hai là mẫu sản phẩm D2600 DB Acoustic D2600. Đây là cục đẩy công suất 2 kênh cho ra công suất 600W ở trở kháng 8 ohm. Mẫu cục đẩy công suất D2600 đang có giá niêm yết là 5.800.000 đồng. Kích thước nguyên thùng là 17,8 kg. Chiều ngang thì cũng như cục đẩy trên 2500 là 48,5 cm. Chiều sâu nguyên cả tính cả tai là 40 cm, 44 cm. Và bề dày của nó là 9 cm. Và mến thưa các bác, mến thưa anh em, tất cả các mẫu đẩy công suất ở đây đều chạy dòng mạch CH các bác em nhé, cho ra chất âm cực kỳ sạch, tiếng rất là sáng, rất phù hợp với đánh loa full và hát karaoke. Tiếp tục mẫu thứ ba rất là hot, đó là mẫu cục đẩy công suất DB Acoustic D2008, cục đẩy công suất 2 kênh cho ra mỗi kênh là 800W. Cục đẩy này thì có thể mỗi kênh của nó có thể đánh tối đa một quả loa bass 40 từ 220 côn 100 hoặc có thể đánh được một cặp loa bass 30 các bác em nhé. Đối với mẫu sản phẩm này thì khối lượng nguyên thùng của D2008 là 19,8 kg. Kích thước bề ngang thì cũng giống hai sản phẩm trên là 48,5 cm, chiều sâu là 44 cm và bề dày của nó là 9 cm. Em xin phép được cung cấp một số thông tin về kích thước để các bác có thể ướm xem cái tủ máy nhà mình nó có vừa không để đặt sản phẩm vào các bác em nhé. Mẫu sản phẩm thứ ba là một sản phẩm cực kỳ chất lượng, cục đẩy 4 kênh. Xin lỗi các bác. Mẫu sản phẩm thứ tư là mẫu cục đẩy công suất 4 kênh mang hiệu DB Acoustic mang tên là D4600 cho ra công suất 600W mỗi kênh các bác em nhé. Có 4 kênh cho ra công suất 600W mỗi kênh. Tốt nhất đối với những dòng loa này, những dòng đẩy này thì các bác có thể đánh được 4 quả loa bass 30, những 4 quả loa chính hãng rất đắt tiền các bác có thể ghép vào đây thì cực kỳ là hợp lý. Mẫu sản phẩm đẩy DB Acoustic 4600 này có giá niêm yết là 8.500.000 đồng. Và kích thước khối lượng nguyên thùng là 23,92 kg. Đối với mẫu cục đẩy công suất DB Acoustic D4600 này cùng kích thước với 3 mẫu sản phẩm trên. Em xin nhắc lại một lần nữa, các bác nào yêu mến sản phẩm thì để được giá tốt nhất, xin vui lòng gọi vào số hotline 0919182233. Tiếp theo, mẫu sản phẩm số 5
là một sản phẩm làm mưa làm gió trên thị trường âm thanh cuối năm 2020 và đón chào xuân năm 2021. Đó là sản phẩm cục đẩy công suất 3 kênh mang thương hiệu DB Acoustic D2610, công suất 2 kênh đầu là 600W, ra ở trở kháng 8 ohm dùng để đánh loa full, và kênh thứ 3 công suất 1000W dùng để đánh loa loa súp hơi các em nhé, dùng để đánh siêu trầm súp hơi, có thể đánh được một cặp súp kép từ 220 côn 100. Và sản phẩm này có giá niêm yết là 8.200.000 đồng. Về bề ngang của nó thì như giống như tất cả các mẫu sản phẩm trên, về bề ngang là 48.5 cm và bề dày là 9 cm. Riêng có chiều sâu của này nó là 50.5 cm các em nhé. Như 1, 2, 3, 4 mẫu sản phẩm trên thì bề dày của nó chỉ có 44 cm, nhưng riêng cái mẫu sản phẩm D2610 này là 50.5 cm. Tiếp tục là một sản phẩm thứ 6 mà Hiếu Minh Audio cực kỳ ưng ý từ về đến chất lượng, đến giá thành cũng như công suất. Sản phẩm này là DB Acoustic D4.8. Mẫu sản phẩm này bên em đang niêm yết là 8.500.000 đồng. Thì một đặc điểm rất nổi bật của sản phẩm này, một đặc điểm rất ăn tiền của sản phẩm này, đó là khả năng chống chập dây loa, bảo vệ dàn loa các bác. Nếu có chập thì nó sẽ không bị cháy loa. Đây là sản phẩm, một tính năng rất nổi bật mà rất ít dòng đẩy hiện tại trên thị trường có, mà chỉ có trong sản phẩm DB Acoustic 4.8. Công suất của nó là 800W ở trở kháng 8 ohm. Một kênh có thể đánh tối đa một quả loa bát 40 từ 220 côn 100, hoặc có thể đánh là một cặp bát 30 ghép vào một kênh các bác em nhé. Khối lượng nguyên thùng của sản phẩm này là 31 kg, và kích thước bề ngang thì cũng như tất cả các sản phẩm khác là 48.5 cm, bề dày là 9 cm, và chiều sâu tính từ tai này vào đến bên trong là 50.5 cm. Như em đã báo, em xin phép nhắc lại một lần nữa, như em đã báo cho các bác, tất cả những giá của tất cả các sản phẩm để được giá khuyến mại ưu ái, giá tốt nhất, các bác hãy vui lòng gọi đến cửa hàng Hiếu Minh Audio với số điện thoại như em đã để trên thanh tiêu đề. Và tất cả các sản phẩm này các bác, bên em chỉ khuyến mại hết 30 tháng 4 và 1 tháng 5 thôi các bác em nhé. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, một lần nữa Hiếu Minh Audio xin chân thành cảm ơn các bác đã theo dõi clip này. Xin chúc các bác một ngày mới làm việc hiệu quả và một tuần tràn đầy năng lượng và gia đình hạnh phúc. Hiếu Minh Audio xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong clip lần sau nhé.